là một loài cây dễ tính, bưởi có mặt trên khắp nẻo vườn quê từ miền núi Trung Du đến đồng bằng. Nơi đất phù sa hay đất cằn sỏi đá, bưởi vẫn vươn mình tươi cành xanh lá. Xuân về, sự sống như ùa đến trên những cành bưởi. Bên cạnh những tán lá già xanh thẫm hay sạm đen vì gió bụi là những chồi non xanh mơn mởn. Những nụ xanh li ti nấp dưới chồi non, cánh nhỏ mịn màng ôm khít lấy nhau, bao bọc một lớp nhụy vàng dinh dính bên trong. Bông bưởi trĩu từng chùm đã bung nở trắng xóa, khoe ra những cánh dày rung rinh giữa làn gió xuân thầm thì. Mùi hương hoa thanh tao, quyến rũ, ngào ngạt lan tỏa trong vũ trụ bao la như dãy gọi mời mọc hồn người. Càng về đêm, mùi thơm dịu dịu, ngây ngất của hoa bưởi cứ dấn dương lòng người mãi không thôi. Trong số những loại trái cây được tạo hóa ban tặng cho người Việt Nam, với những công dụng nổi trội từ những bài thuốc dân gian để chữa bệnh hoặc làm đẹp, lá bưởi, bông bưởi, vỏ trái bưởi và cả muối bưởi đều có những tác dụng tích cực cải thiện sức khỏe cho con người, như nấu nước gội đầu, xông cảm, dùng tinh dầu để kích thích mọc tóc. Có thể nói, ông bà mình đã tìm ra và tận dụng hết mọi công năng kỳ diệu của trái bưởi. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài công dụng làm đẹp, chữa bệnh thì trái bưởi, bông bưởi, lá bưởi đều được con người Việt Nam chúng ta sử dụng triệt để trong ẩm thực hàng ngày. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một số món ăn có sự xuất hiện của bưởi nhé. Ngoài lá ổi, lá sả, người Việt còn dùng lá bưởi để luộc ốc. Ốc được luộc chung với lá bưởi sẽ rất sạch, thịt ốc sẽ tăng thêm vị thơm hấp dẫn. Món ốc luộc lá bưởi sẽ càng thú vị hơn khi người ăn dùng gai bưởi để lấy ốc. Một món ăn khá hấp dẫn nữa là thịt cuốn lá bưởi nướng. Chọn thịt ba rọi ngon hoặc thịt bò hay bất kỳ loại thịt nào sẵn có, sắc mỏng, ướp với hành và nước mắm. Sạch, cắt làm đôi, lấy một phần lá cuốn một lát thịt, rồi kẹp thịt vào kẹp làm bằng tre tươi, nướng trên than hồng. Các mùi thịt chín hòa quyện mùi lá bưởi, tỏa hương thơm ngào ngạt. Chỉ cần ngửi thôi là đã muốn ăn rồi. Phần ngon nhất của trái bưởi chắc chắn ai ai cũng biết, đó là muối bưởi. Những muối bưởi trong bóng nước là món giải khát, món tráng miệng, hoặc đơn giản chỉ là món ăn chơi quen thuộc của người Việt nói chung và người dân xứ trái cây miệt sông nước nói riêng. Muối bưởi được ưa thích đến độ mang đi chế biến thành loại nước giải khát tuyệt hảo, nước ép bưởi, sinh tố bưởi, vừa tươi ngon, vừa có công dụng đẹp da và giảm béo nữa. Muối bưởi có vị chua ngọt nên mấy bà mấy cô đều ưa thích. Còn mấy ông cũng chẳng bị thiệt thòi gì khi hiện nay có các loại rượu bưởi ra đời, ngon nổi tiếng và phổ biến đến mức cứ nằm chiếm chệ trên các loại danh tửu khác để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của giới đưa cay. Người Nam Bộ còn ưa thích món gỏi chua ngọt, vì vậy với vị chua ngọt sẵn có, muối bưởi liền được đem chế biến thành món gỏi bưởi ngon lành, tinh tế. Gỏi bưởi trộn cho bất kỳ loại thịt nào cũng ngon.
Quý vị và các bạn thân mến, thật là thú vị khi mà biết sự hữu dụng của trái bưởi trong ẩm thực của chúng ta, phải không ạ? Lá bưởi tạo nên hương vị thơm ngon cho món ăn, còn gai bưởi thì được dùng để lẻ ốc. Còn muối bưởi thì chắc chắn là Kim Thảo không cần phải nói nữa mà ai ai cũng biết. Và bởi vì chúng ta về cái vị ngon của muối bưởi thì chắc chắn ai cũng ưa thích. Nhưng mà Kim Thảo còn thấy một thứ nữa chưa được nhắc đến, đó chính là vỏ bưởi. Vậy vỏ bưởi có hữu ích trong ẩm thực hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi ở phần tiếp theo nhé. Nói đến vỏ bưởi, chúng ta chắc chắn sẽ bất ngờ khi biết rằng vỏ bưởi cũng góp phần làm phong phú nét đẹp ẩm thực Việt Nam. Trước tiên phải kể đến nem chay vỏ bưởi. Nem chay vỏ bưởi là một trong những món ăn chay rất ngon và có từ lâu đời. Ngoài việc có mặt trên đĩa tứ bửu trong các bữa tiệc chay với cung cách sang trọng, nem chay còn xuất hiện ở chợ, ở bến xe như một loại quà vặt hấp dẫn mà tất cả mọi người đều có thể dùng được. Kế đến là mứt vỏ bưởi. Mứt vỏ bưởi cũng làm phong phú cho các loại mứt Tết. Không quá ngọt gắt như các loại mứt khác, vị lại the the, giòn giòn, khiến bữa ăn ngày Tết của người Việt thêm phần thú vị và đầy đủ ý nghĩa hơn. Một món ăn tinh tế nhất từ vỏ bưởi có lẽ phải nói đến chè bưởi. Chè bưởi xuất hiện lần đầu tại Cần Thơ cách nay hơn 30 năm. Là món tráng miệng, vị ngọt nổi tiếng khắp đồng bằng Nam Bộ. Việc chọn vỏ bưởi để nấu chè cũng hết sức tinh tế. Ta phải chọn những trái bưởi non vừa. Nếu bưởi quá già thì cùi sẽ xơ, mà bưởi quá non thì lại đắng. Người lột vỏ bưởi phải khéo tay để lột một lần từ ngoài vỏ xanh đến sát ruột, tức muối bưởi. Như vậy ta mới có phần cùi bưởi dày và đều. Sau đó, người nấu chè sẽ dùng dao lột bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài, chỉ lấy phần cùi trắng bên trong. Cũng có những bà nội trợ khéo léo hơn, họ giữ nguyên trái bưởi rồi dùng dao bén gọt đi phần vỏ the bên ngoài. Sau đó, dùng dao khéo léo thái phần vỏ trắng thành từng lát mỏng, rất điệu nghệ. Phần vỏ trắng này chính là nguyên liệu chính để nấu món chè bưởi. Từng lát vỏ trắng sẽ được xắt ra thành từng miếng nhỏ như hạt lựu hoặc dạng sợi tùy thích. Phần cùi bưởi trắng sẽ được bóp với muối, ngâm với phèn chua, rồi nước vôi trong để khử hết mùi the, vị đắng. Sau đó, cùi bưởi được bóp với một ít bột, đem luộc cho chín, rồi để ráo nước. Đến đây, ta mới hoàn tất khâu sơ chế cùi bưởi. Đường cát được nấu nhỏ lửa, thắn lên như thắn kẹo mạch nha. Bỏ cùi bưởi vào, sau đó bỏ đậu xanh đã được hấp chín vào nồi đường, khuấy nhẹ và đều tay. Đến khi nước sôi trở lại thì châm từ từ nước bột năng đến khi hơi sánh là được. Cuối cùng ta múc chè ra ly để nguội. Khi ăn cho thêm một ít nước cốt dừa và đá vào để tạo vị mát lạnh cho ly chè. Món chè bưởi tưởng đơn giản nhưng nấu chè rất cầu kỳ và công phu. Nhất là công đoạn làm phần trắng xốp phía trong và sau lớp vỏ xanh của trái bưởi. Chè bưởi hấp dẫn người thưởng thức bởi cái mùi vị bùi bùi, ngọt thanh của vỏ bưởi mềm ra trong nước cốt dừa. Chè phải nấu sao cho vị ngọt không quá ngọt mà lại thơm mát. Chè không quá đặc mà lại đủ sệt, làm người ăn phải vấn vương. Mùi hương món chè cũng phải tự nhiên mới gọi là thành công. Quý vị thân mến, cầm trong tay chén chè nhỏ, đảo nó lên. Nếu như mà không được giới thiệu trong đó là vỏ bưởi thì chắc chắn là thực khách sẽ ngỡ đó chính là những sợi bột khoai không màu, mới tuyệt làm sao đúng không ạ? Ôi sao mà giòn, sao mà thanh, sao mà tinh khiết như là lọc từ thứ bột gì đó với bí truyền kỹ thuật vậy. Gạt lớp nước dừa qua một bên, lẫn trong nước đường pha bột mì tinh đặc và trong suốt là đậu xanh đãi vỏ thật là khéo. Ăn chè bưởi thì thực khách sẽ
thầm biết ơn bàn tay khéo léo của những người phụ nữ miệt vườn Nam Bộ, những người đã tạo nên những phút giây thăng hoa khi mà hương vị của một vùng đất thấm qua lưỡi đến tận hồn người.